Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tứ trụ chính phủ, ba trụ lung lay, cơ hội nào cho Nguyễn Thành Nghị. Mục đích của Nguyễn Thành Nghị, con trai của Nguyễn Tân Dũng, dường như là bước vào Bộ Chính trị và ít nhất là một chiếc ghế Phó Thủ tướng trong chính phủ vào nhiệm kỳ tới. Nguyễn Thành Nghị đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 nhiệm kỳ đầu là Ủy viên dự khuyết ở Trung ương Đảng, như vậy là quá lâu. Nhiệm kỳ tới đây cần phải thay đổi chứ không thể như thế mãi được. Hiện nay có 4 chiếc ghế Phó Thủ tướng thì đã có 3 ghế đang rất lung lay. Ghế Phó Thủ tướng thường trực ông Phạm Bình Minh thì đang dính đến vụ chuyến bay giải cứu. Vào ngày 14 tháng 7, Bộ Chính trị đã có cuộc họp về đề nghị kỷ luật khiển trách đến ông Phạm Bình Minh. Được biết, việc kỷ luật công khai chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, ghế Phó Thủ tướng thường trực đã lung lay. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thành Nghị. Ghế thứ nhì bị lung lay, đấy là ghế của ông Vũ Đức Đam. Với việc vụ án Việt Á được mở rộng và chủ đích ông Nguyễn Phú Trọng là nhắm đến chức các ủy viên Trung ương Đảng đang là bí thư tỉnh ủy ở các tỉnh, thì việc một ủy viên Trung ương Đảng như Vũ Đức Đam không có gì là đảm bảo rằng lửa Việt Á không táp đến nhà ông. Theo Thời báo .de được biết, hiện nay ông Tổng đang rất cân nhắc có nên đưa Vũ Đức Đam lên thớt hay không. Bởi nếu đưa Vũ Đức Đam lên thớt thì sợ rằng bứt dây động rừng, ông Thủ tướng thấy mất an toàn sẽ tìm mọi cách chống lại. Trong những ngày gần đây, vấn đề về bệnh viện bị bỏ hoang, thuốc men đã được ông Phạm Minh Chính xử lý và ông Vũ Đức Đam gần như không chạm đến. Ghế thứ ba cũng đang lung lay, đó là ghế Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Mới đây, tài liệu nội bộ đã tung ra hàng loạt những sai phạm đất đai ở Hải Phòng thời ông Lê Văn Thành là bí thư tỉnh ủy. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thuyên chuyển ông Trần Lưu Quang từ Thành phố Hồ Chí Minh ra để nắm Hải Phòng, cũng vì mục đích xem xét những sai phạm từ người tiền nhiệm trước đó. Đến nay kết quả cũng là trong vòng bí mật, tuy nhiên tài liệu nội bộ cũng đã bị xỉ ra một chút ít cho người dân cùng biết. Ghế Phó Thủ tướng còn lại là ghế của ông Lê Minh Khái thì hiện nay tương đối ổn. Nói chung, ông Lê Minh Khái là người bảo vệ hồ sơ điều tra của Thanh tra Chính phủ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Khái mà đổ thì xem như ông Phạm Minh Chính cũng đổ theo, nên hiện nay ông Chính đang gia cố chân trụ Lê Minh Khái rất vững chắc. Đây là hình ảnh chiếc ghế của Phạm Bình Minh, nếu Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị sẽ nhắm đến ghế này. Ghế Phó Thủ tướng lung lay cũng vừa là tin tốt nhưng cũng lại là tin xấu cho Nguyễn Thanh Nghị. Tin tốt là sau nhiệm kỳ Nguyễn Thanh Nghị thế có thể sẽ rộng cửa để chám vào nếu 3 năm tới tiếp theo Nguyễn Thanh Nghị không có sai phạm gì. Tin xấu là có đến 3 chân trụ trong 4 trụ Phó Thủ tướng đang lung lay thì e rằng ghế Thủ tướng của Phạm Minh Chính cũng khó mà vững được. Ông Chính không vững thì Nguyễn Thanh Nghị cũng chờ vờ không biết bám vào đâu. Ông Nghị cũng đang nỗ lực thể hiện để ghi điểm trước Trung ương Đảng. Mục đích của Nghị là tìm kiếm sự ủng hộ chính trị, chứ Nghị không còn ngây thơ như trước đây. Lúc trước ở quê nhà Kiên Giang là vua một cõi nên không cần phải xuất thủ đoạn chính trị, còn hiện nay Nghị đang ở Kinh Thành, nơi mà rất nhiều kẻ đang hăm hè triệt hạ lẫn nhau, thì Nguyễn Thanh Nghị cũng đang có những chiến lược mang tính dân túy, làm thỏa mãn dư luận và lấy được sự ủng hộ của nhiều người trong Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Lê Văn Thành. Nếu Nguyễn Thanh Nghị không thể vào Bộ Chính trị thì nhắm chiếc ghế này. Tham vọng xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cũng là một chiêu trò chính trị. Đề án mang tính dân văn vì người nghèo sẽ có được điểm cộng trước dư luận và trong đảng, nhưng đến năm 2030, ông bộ trưởng nào thay cho Nguyễn Thanh Nghị sẽ phải hốt đống rác này cho Nghị. Và lúc đó Nghị đang ở vị trí cao hơn, mà đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng đã phải hưu thì không ai làm gì được Nghị nữa. Nghị đang có cơ hội lớn cho 3 năm nữa, nhưng trước hết đừng làm gì dại dột, để rơi vào lò thì xem như hết cơ hội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vòng xoáy Việt Á tiếp tục nghiền nát, một thằng mới sộ khám cùng nốt nhạc với La Thăng hay sao? Cứ mỗi lần vòng xoáy Việt Á tiếp tục khởi động quay thì ai cũng xanh mặt, không biết tới lượt mình hay chưa. Ở vòng xoay trước, Việt Á đã quay gần hết các giám đốc CDC ở các tỉnh. Ngưng một thời gian ngắn, giờ vòng xoáy lại tiếp tục quay tiếp
và lần này mức độ tàn phá của nó còn dữ dội hơn. Ở lần này, guồng máy đã chọn Hải Dương mà nghiền. Ngày 16 tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho họp Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và quyết định kỷ luật cả dàn lãnh đạo Hải Dương bao gồm Bí thư, Chủ tịch và nhiều Phó Chủ tịch tỉnh. Giờ thì củi nhiều quá, ông Trọng quyết định không nhặt từng thanh củi mà cho hốt cả bó và Bí thư tỉnh cấp hàm ngang với Bộ trưởng cũng bị hốt lốt. Đây là hình ảnh Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã sổ khám. Cũng theo một mô típ quen thuộc, một bản kết luận giống nhau được ban ra rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái với quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rằng vi phạm của các tổ chức cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trước đó vào hồi tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng tỉnh Hải Dương có nhiều vi phạm trong phòng chống dịch, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng tạo điều kiện để công ty cổ phần công nghệ Việt Á độc quyền bán bộ kit xét nghiệm và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định. Đây là hình ảnh ông Phạm Xuân Thăng đã bị bắt và hứa hẹn hàng loạt bí thư tỉnh khác trong cả nước cũng sẽ bị tóm theo. Liên quan đến vụ kit xét nghiệm của công ty Việt Á, đã có 95 bị can bị khởi tố và nhiều người bị kỷ luật. Hiện nay, tỉnh Hải Dương có 4 người bị guồng máy Việt Á nghiền cho ra vạ, bao gồm Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến là lãnh đạo ngành y tế đầu tiên bị khởi tố. Ông Phạm Xuân Thăng bị đình chỉ sinh hoạt, đình chỉ mọi chức vụ trong đảng và bị bắt. Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bị khiển trách. Ông Phạm Minh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế bị khai trừ ra khỏi đảng. Theo báo cáo đưa ra của công ty Việt Á cung ứng bộ kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó chi hoa hồng cho các đối tác là 800 tỷ đồng. Giờ này, những ai đã dính vào những đồng tiền máu này phải lần lượt trả giá cho nó. Trong lần xử lý lần này, người ta chú ý đến Bí thư tỉnh, ông Phạm Xuân Thăng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã bị cuốn vào guồng của Việt Á. Nhiều người kỳ vọng guồng máy Việt Á cũng sẽ nghiền nát sự nghiệp chính trị của các bí thư tỉnh khác như nó đã từng cuốn hàng loạt giám đốc CDC như vậy. Theo đà này, việc ông Phạm Xuân Thăng đoàn tụ cùng nốt nhạc La Thăng trong tù là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thích chơi trò ú tim. Ông Nguyễn Phú Trọng quả là người bày ra những trò chơi làm thót tim hàng trăm quan chức cấp tỉnh. Việc các CDC ăn tiền của Việt Á, nhiều người cho rằng họ không ăn một mình. Tuy nhiên, muốn điều tra đồng tiền này vào tay giám đốc CDC rồi chảy vào tay ai, cần phải có thời gian. Trong thời gian điều tra ấy, các bí thư tỉnh như đang ngồi trên đống lửa. Không biết đến khi nào lò công Trọng lại réo đến tên mình. Ông Nguyễn Phú Trọng ngày một già nhưng xem ra ông ngày một làm dữ trên chính trường. Đã đến người đứng đầu tỉnh thì khi nào ông Tổng cho guồng quay này nghiền nốt những chức vụ cao hơn thì chúng ta hãy cùng chờ xem.